Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là hôm nay mình sang chậu cho những cây sứ Thái Lan nha các bạn. Thì đây là 5 cây sứ Thái Lan mình ươm từ hột nha. Và những cây sứ Thái Lan này cái hoa của nó màu trắng nha các bạn. Thì mình xin được của người bạn hộp của cây hoa sứ Thái Lan màu trắng đem về gieo thì mình được 5 cây như thế này. Đó, 5 cây. Thì từ hồi tháng giữa tháng 3 mình ươm và bây giờ là tới tháng 8 rồi các bạn. Thì nó lớn bao nhiêu đây? Mình ươm từ hộp nên cây sứ nó có củ như thế này đó các bạn. Còn nếu mình dâm cành thì nó không có củ đó. Thì nay củ nó lớn như thế này và nó đã ăn đất gần hết rồi các bạn, nên mình bắt buộc phải sang chậu thôi. Thì bây giờ là tháng 8 rồi, mình sang chậu để cho nó ra rễ nhiều và nó lớn lên nha các bạn. Còn nếu mà mình không sang chậu thì cái cây sứ của mình nó cứ như vậy hoài các bạn đó. Nó không phát triển tại vì nó không có đất. Nên hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để sang chậu cho nó, để cho cái củ nó lớn lên các bạn, thì năm tới nó mới có hoa được các bạn. Cũng như là những cái cây sứ nhỏ của mình hôm trước đã cho các bạn xem, nó có hoa rồi, nó được một năm mấy rồi thì nó đang có hoa và củ đang phát triển lớn lên. Thì tiếp theo mình có 5 cây này màu trắng nên mình sang chậu cho nó. Thì muốn cho cái chậu sứ của mình tươi tốt không bị chết thì trước hết mình lựa cái chậu có khoét nhiều lỗ ở dưới các bạn, để cho nó thoát nước dễ, thì không động nước thì nó sẽ không có chết đó. Các bạn nhìn thấy đây là mình lựa chọn cái chậu có cái lỗ nhiều như thế này, tại vì nó còn nhỏ nên mình không có cho nó vào chậu sành mà mình trồng bằng chậu ni lông như thế này, nhưng mà rất là tốt nha các bạn. Quá trời lỗ luôn, thì khi mình tưới nước á, nước nó sẽ chảy ra ngoài không động lại và cái cây sứ của mình nó không có bị thối củ nha. Đó, thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Trồng sứ là mình phải lựa cái chậu có nhiều lỗ để cho dễ dàng thoát nước nha. Thì đây hôm nay Quỳnh Mai dùng cái phân này Happy Brock của hãng Phốt Farm nha. Thì đây là con cốc đó, Potting Soil Happy Brock của hãng Phốt Farm. Thì người ta nói cái phân này nó rất là tốt các bạn. Thì mình nhìn vào thì mình thấy nó là nó tốt rồi. Và nó pha rất là nhiều, trộn rất là nhiều phờ lai nha. Thì đất mà mình trồng cây sứ Thái Lan thì mình rất cần phờ lai nha các bạn, để cho nó thoát nước đó. Thì cái đất Happy Brock này người ta trộn lại rất là xốp, rất là mịn. Các bạn nhìn thấy nè, rất là xốp và mịn. Tưới vào thì nước nó không có động lại đó. Tại vì có phờ lai, tức là đá sờ cừu xay nhuyễn đó các bạn. Rồi trong này có pit moss, rồi có tớp xôi, rồi có cái con trùng, phân trùng đó các bạn. Người ta có pha phân trùng vào trong đây rất là nhiều. Bởi vậy cái bịch này rất là tốt. Người ta mua về, người ta trồng thấy tốt, người ta mới comment là cái đất này tốt các bạn. Nhờ có pha phân trùng vào trong này, trộn phân trùng vào trong này với lại pit moss nè, rồi phờ ai nè, tớp xôi nè, đủ thứ hết, nên trồng nó rất là tốt. Thì Quỳnh Mai thường trồng sứ Thái Lan thì Quỳnh Mai dùng đất potting mix
môi trường cộng rưu của hãng Miracle Rưu. Nhưng hôm nay Quỳnh Mai thí nghiệm lấy cái đất này để trồng 5 cây sứ Thái Lan màu trắng này nha các bạn, để xem kết quả như thế nào nha. Thì Quỳnh Mai cũng nghĩ là nó sẽ tốt, tại vì nó pha fly với nó pha phân trùng rất là thốt nước luôn, nên cái cây sứ Thái Lan của mình sẽ không bị úng và không lâm vào cảnh thối cũ nha các bạn, nó sẽ tốt. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ bỏ cái đất Happy Plot vào trong những cái chậu này. Mình lựa chậu nào cũng có nhiều lỗ hết các bạn đó. Mình đã lấy ra 5 cái chậu bằng nhựa nhỏ không tới 1 cái lông. Mình nghĩ cái này chắc nửa cái lông nha các bạn. Thì tại vì cây sứ Thái Lan của mình nó còn nhỏ đó, nó mới có mấy tháng, nên mình cũng sang chậu vừa thôi, chứ mà sang chậu rộng quá thì cũng phí đất, tại vì cái rễ nó không có thể ăn hết đất ở trong một cái chậu lớn. Như mình đem 2-3 ga lông mình trồng nó thì nó cái rễ nó không có ăn hết đất ở trong đó cũng phí, nên mình lấy cái chậu nửa ga lông thôi. Chừng nào nó ăn hết đất nữa thì mình sẽ sang qua chậu 1 ga lông, 2 ga lông, từ từ như vậy đó các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ potting soil của Happy Brock nha. Mình đã đổ phân Happy Brock vào 5 cái chậu rồi, và mình đổ chỉ có 2/3 chậu thôi các bạn, để khi mà mình sang chậu thì mình bỏ cái cây sứ Thái Lan vào rồi mình mới lấp đất xung quanh. Như vậy thì cái phần đất của nó sẽ cao lên một chút xíu nữa, chứ mình không có đổ đầy. Đổ đầy thì khi tưới phân nó sẽ văng ra ngoài nha các bạn. Đổ như vậy rồi mình bỏ cây sứ mình bỏ đất vào trong cái chậu chỉ 2/3 chậu thôi, rồi mình mới lấy cái cây sứ Thái Lan ra khỏi chậu nhỏ bỏ vào chậu này, rồi mình sẽ cho phân vào tiếp và mình để cái củ nó nhô lên trên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm nha. Quỳnh Mai đã lấy cây sứ ra khỏi cái chậu nhỏ và bỏ vào chậu lớn, thì các bạn nhìn thấy cái củ sứ nó nhô lên cao và cái khoảng cách giữa cái bầu đất với lại cái chậu lớn này nó còn một khoảng trống như thế này, thì Quỳnh Mai sẽ đổ cái potting soil của Happy Brock vào cái chỗ kẹt này và mình ém lại cho chặt đó. Thì mình sang chậu là như vậy các bạn, mình phải lấy cái chậu lớn hơn gấp 2 hoặc gấp 3 lần cái chậu cũ thì mình mới sang chậu nó mới tốt các bạn. Còn để vừa khít thì không có đất để nó ăn đó, thì mình dùng cái bay để mình xúc đất rồi mình đổ vào trong cái kẹt của cái chậu mới nè. Rồi mình sẽ ém chặt lại rồi tưới cho đẫm nước một lần nha các bạn, cho đẫm nước xong rồi mình đem vô chỗ mát mình để, tại vì mới sang chậu nha nên mình không có để nó ngoài nắng nha. Chừng nào nó ra đọt non nó khỏe rồi thì mình mới đem ra ngoài nắng. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ đất vào cho nó đầy cái chậu sứ, rồi mình ém chặt xuống làm cho cái chậu sứ nó sẽ cái cây sứ nó sẽ thấp xuống hơn cái miệng của cái chậu chừng 1 cm hoặc 2 cm, để mình tưới nước thì đất nó sẽ không có trôi ra nha. Mình sẽ ém thiệt là chặt
để cho cây sứ nó không có lung lơ. Khi mà mình tưới nước thì cái rễ của nó mới ăn ra ngoài được nha các bạn, ăn ra ngoài khỏi cái bầu của nó. Cái bầu cũ nó là như thế này đó, rồi mình đem đất mình đổ vô chỗ cái kẹt đó, rồi mình ém chặt xuống. Mình đã sang chậu cho cây sứ Thái Lan rồi nè các bạn đó, thì dùng phân Happy Pro có cái đá xà cừ tức là fly rất là nhiều thì nó sẽ không có bị hư cũ nha. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn chia sẻ với các bạn là hôm nay mình sang chậu cho 5 cây sứ Thái Lan, cái hoa của nó màu trắng nha các bạn. Hôm trước thì mình trồng toàn là hoa màu đỏ, bây giờ mình chuyển sang trồng hoa màu trắng nha. Thì mình được 5 cây, mình sang chậu cho nó để cho nó tươi tốt hơn. Thì mình mới gieo hồi giữa tháng 3, tới nay là tháng 8 thì cái củ nó được như thế này các bạn. Rồi nó ăn hết đất trong cái chậu nhà cũ rồi, nên mình sang qua chậu mới cho nó. Và kỳ này mình dùng đất Happy Pro, sẵn đây mình giới thiệu với các bạn luôn là cái phân này người ta có pha trộn phân trùn với lại ai rất là nhiều, với lại pit moss rồi tớp sôi, tức là người ta pha phân rất là tốt luôn, nên ai cũng thích dùng cái phân này, tuy rằng nó mất tiền hơn những cái phân kia nha các bạn. Một bao 2 cubic mà mình mua 18 đô nha các bạn đó. Thì kỳ này mình thí nghiệm xem coi cái sứ Thái Lan của mình nó có thích phân này hay không. Nhưng mà mình cũng đoán trước là nó sẽ thích, tại vì có phân trùng với lại có fly thì nó sẽ thoát nước nhiều. Và cái cây sứ Thái Lan mà mình sang chậu kỳ này là không phải mùa mưa nha, thì cũng toàn mùa hè, nên có nắng hơi nhiều một chút thì nó rất là thích nắng nha. Thì nó sẽ hút nước và nó làm cái củ lớn hơn. Thì hôm nay mình may chia sẻ với các bạn, và vài tháng nữa mình sẽ review lại cho các bạn xem 5 cây sứ Thái Lan mà hoa trắng này nó phát triển như thế nào nha, với cái loại phân mà mình dùng, xem coi nó có tốt hay không nha các bạn. Vậy thì hôm nay video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.